Và tiếp nối chương trình, xin mời tất cả quý vị và các em, chúng ta sẽ cùng đến với dự thi của các em thiếu nhi Trung tâm Văn hóa quận 1 với một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Vĩnh Thành, bài hát Tuổi của Trăng, song ca Thùy Trang và Bào Ngư. Một tràng pháo tay thật to dành cho hai bé. Cô bé rất là đáng yêu và dễ thương. Xin được cảm ơn và tiếp nối chương trình.